cái đóng góp của một cái vị tổng bí thư hơn 100 tuổi trong cái thời điểm đất nước hết sức khó khăn, giữa khi vừa cái chiến tranh trải qua và đến khi xây dựng kinh tế. Rõ ràng con người ta không bao giờ người ta có thể tài giỏi được nhiều, ngay Bác Hồ làm kinh tế có khi cũng chưa giỏi được. Những con người là như vậy, từ cái thời điểm làm bộ trưởng bộ lao bộ xây dựng, đến phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, đến chủ tịch bộ trưởng, rồi đến tổng bí thư, rồi đến đến cố vấn, thì thời điểm của Bác Mười là những thời điểm hết sức nhạy cảm. Cấm vận thì vẫn đang bị cấm vận, rồi bao cấp thì giữa chuyển đổi bao cấp, từ chuyển đổi kinh tế, từ hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa chuyển sang đến cái đến chuyển từ bao cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh. Cho nên là những cái đấy thì chúng ta có thể hiểu được rằng là đóng góp của Bác là rất lớn. Với những cái chúng ta phải đọc, phải học, phải biết nhiều. Nếu nói về đúng về Cộng sản, chúng ta biết những gì về Cộng sản? Biết gì đã về Cộng sản đã. Dạ. Chúng ta mới nói được. Dạ rồi, ok anh em ngắt lời anh chút thì em sẽ trả lời cái bạn này. Hương Đoàn. Thứ nhất, bạn nói cái quan điểm của bạn không thích Đảng Cộng sản, đó việc cá nhân của bạn, tôi không quan tâm. Còn bạn dùng cái câu dân tộc Việt Nam, xin lỗi bạn, từ dân tộc này bạn không được quyền bạn nói. Tại vì sao? Trong từ dân tộc này có tôi trong đây. Và bản thân tôi hiện tại tôi đang vẫn thích Đảng Cộng sản Việt Nam nha. Dạ mời em. Cảm ơn em. Mình xin được nói tiếp. Bởi vì chúng ta đã hiểu như thế nào là Đảng Cộng sản, thế nào là Cộng sản đã. Chúng ta chưa hiểu hết được. Bây giờ ta chỉ biết được GDP chúng ta hiện nay là 6,7-6,8% một năm phát triển. Không phải đơn giản, nước nào cũng có thể phát triển được trong cái thời điểm như bây giờ. Các cái nước thì chủng thân không? Có thể nói rằng, có thể nói là bất kỳ một đảng phái nào hay một cái ai lên cầm quyền, một đảng nào cầm quyền đấy thôi, thì cũng đều phải đưa đất nước phát triển. Thế chúng ta phát triển như thế nào? Cái vị thế của chúng ta những năm trở về đây như thế nào? Một người đơn giản cũng có thể biết được. Còn thế lực gọi là cực đoan hoặc chống cộng ấy, thì bây giờ họ có cái gì để họ lãnh đạo và họ lãnh đạo ai là điều quan trọng. Trong nước chúng ta hiện nay họ lãnh đạo ai? Lãnh đạo những thành phần không làm ăn được, đổ lỗi cho chế độ, nhiều bất mãn mà. Còn tất nhiên làm sao mà có thể chuẩn được? Chào anh Trần Quang Cường. Cộng sản là thế nào? Cộng sản không phải là một số người, nó cả một lý tưởng, nó cả một đường lối. Nó không phải một số người làm sai trái mà đấy gọi là Cộng sản. Cộng sản không thể một vài năm, một vài chục năm đất nước chưa phát triển được, đấy chưa phải là Cộng sản. Cộng sản cả một giai đoạn, nó cả một cái lý tưởng rất lâu dài, mà nếu bền vững được thì mới là cái lý tưởng mà người ta, con người ta cần và muốn đạt đến được. Đấy mới là Cộng sản. Khi một số người, một số giai đoạn, một số năm tháng, một vài chục năm, khi đất nước chưa phát triển lên, đừng gọi đấy là Cộng sản không đạt được. Đấy mới là cái là hiểu được. Chứ còn bây giờ kể cả đến Donald Trump hoặc là đến Obama, có ngồi với nhau nói chuyện về đất nước Mỹ không? Có ngồi cùng để thống nhất được một cái việc gì không? Tôi đang nói giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đấy nhé. Một đất nước gọi là, nếu các vị nói là cái gọi là cái mô hình cho mọi người học tập đấy nhé. Chào Kim Huchi đang đang. Hai cái người đấy có ngồi nói chuyện với nhau để phát triển đất nước có ngồi được không? Giữa hai đảng Cộng hòa và đảng Xã hội, chưa nói các nước khác, còn rất nhiều đảng nữa, thì có ngồi được không? Có ngồi để mà để làm ra được một cái thống nhất không? Chưa nói một cái quốc gia đang phát triển qua chiến tranh, mà một nước nhỏ gồm rất nhiều thế lực, gồm rất nhiều vấn đề mà vẫn dần dần vẫn thể hiện được thương hiệu, vẫn khẳng định được thương hiệu. Cái đơn cử hôm nay của cái việc chúng ta sản xuất được xe
Nó chỉ là một cái khởi điểm rất nhỏ, một cái khởi điểm tốt nhưng chưa đáng kể so với những cái chúng ta sẽ làm được. Bởi vì nó theo cái thời điểm. Theo cái thời điểm chúng ta còn cả một cái xây dựng cơ bản điện đường trường trạm nào đối với phát triển được cái chuyện xe cộ, cái đấy là những cái nó là cái nó sẽ là cái tương lai gần. Nhưng còn cái vấn đề về cái lý tưởng, ý tưởng, cái lý tưởng và cái mà mọi người chúng ta tin tưởng ấy, đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ còn thì đến Romney Hiên tổng thống Hàn Quốc còn lôi ra bất kỳ một cái người ta còn tham nhũng hay như thế nào vân vân, nhưng cái đấy nó không không nói lên một cái đảng phái gì cả, một con người, một lĩnh vực, một cái giai đoạn. Còn đảng nó là cả một cái lý tưởng lớn mà người ta cần và cố gắng đạt được. Tại sao chúng ta có nhiều đến tại sao chúng ta có bắt bắt nhiều nhiều người thế? Bởi vì chúng ta muốn làm trong sạch, chúng ta có thau chua rửa mặn chúng ta mới nhìn được cái đục như thế, chứ không làm sao sao chúng ta được, lúc nào cũng nhìn nước trong thì rõ ràng là hỏng rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng là như thế. Còn Có em những người ở bên kia sang về, úi rồi có những người cũng rất là già tuổi, mình không tiện nói già đây các bác ấy. Tất nhiên tôi không nói về cái chuyện là người được chế độ nào cứ về nước quê hương là tốt rồi, là quý rồi. Người Việt mà sinh con ra thì ai cũng muốn con ngoan, kể cả những đứa hư nó cứ quay về bố mẹ là ui tôi sợ lắm, tôi sợ ra đường này. Nó cướp lắm, rồi đi qua cái ông hải quan ông này ông lấy tiền lắm, tôi ăn thế này tôi sợ nó bị độc hại lắm. Thằng tàu bây giờ nó vào nó không biết làm nào, nó tiêm cả cái quả cái kiếp. Những cái đấy là những cái thật là đáng thương cho cái thông tin hết sức là phiến diện, một cái lượng thông tin hết sức phiến diện, không hiểu được về quê mẹ, không hiểu được người ở ở vùng ở quê mình, quê hương mình. Đấy là một cái thiệt thòi rất lớn, đấy là những thiệt thòi lớn, thiệt thòi rất lớn. Thế chúng ta mà cũng là người trong nước, còn rất nhiều các bạn cũng đang ở nước ngoài rồi cũng có thể xem này, nhưng mà đừng có đánh giá phiến diện như vậy. Chúng tôi là những người rất bình thường, đơn giản công dân thôi, nhưng thực sự chúng tôi rất là tự hào. Tự hào bởi vì sao? Nếu chúng ta mà nghèo, Đinh Lý Trần bao đời gây lên đục ngập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi người cứu phương, đấy là cái đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi thời Lê thôi. Nhưng bây giờ tôi còn tự hào vì cái thương hiệu của nước mình nó lớn lên, Phú cho cái em chút GDP nó cái gì cũng có. Ơi em ơi nói gì em? dạ không anh, anh cứ chia sẻ tới tại có anh cũng muốn lên nên anh cứ chia sẻ. Đấy, tức là cái tự hào của chúng mình bây giờ nó không còn cái tự hào đơn giản chỉ là chiến tranh nữa. Cái tự hào của chúng mình bây giờ là cái tự hào của cái cả một cái dân tộc, một cái đất nước sánh ngang được với bất kỳ một cái việc gì trên thế giới. Cái tự hào đấy mới là cái tự hào lớn, chứ còn là những cái hành vi hoặc là những cái thái độ hoặc những cái ý tưởng nó mang tính chất chống phá thì thật sự ra thì nói với các bạn nghe thì chẳng ai mà chẳng đứa nào nó có thể dễ dàng thừa nhận cái thất bại đâu, Dạ vì rồi. nó đau đớn. Dạ. Nhưng mình chỉ điều quan trọng mỗi ngày này, sang đến thế hệ chúng mình là thế hệ của những người con của người thắng trận hoặc người thua trận, thì chúng ta có cái nhìn nhận hay hơn, cái nhìn nhận một cách nó đúng đắn hơn. Chứ còn thì chiến tranh thế giới, các bạn đọc lịch sử thế giới nó rất nhiều rồi, người thắng kẻ thua rất nhiều. Nhưng là người con Việt thì nên là người Việt Nam, nên cần làm những cái gì cho Việt Nam. Chứ chúng ta đừng có phải là cái chuyện mà thấy đất nước mà lâm vào cái chuyện nọ chuyện kia là tỏ ra vui mừng. Các bạn không đạt được cái gì, không đục nước béo cò đâu, chúng tôi ít đục nước lắm. Cái đấy nó chỉ là dung dinh mặt nước nếu có một vài thành phần thôi. Nước chúng tôi đục thì chúng tôi đục từ lâu rồi. Chúng nước rất là rất trong. Nên là các bạn những cái con cái sinh vật lạ đến là chúng có thể là bị
soi và tiêu diệt được ngay. Nhưng tôi không đục đâu. Thôi. Mình chỉ chia sẻ rất ít, còn rất nhiều bạn đang muốn chia sẻ. Hôm nay mình lên bởi vì mình có thấy rất rất nhiều người này. Nào chị Song Hương rồi Hồng Hà rồi Long Long này, rồi Sơn này, rồi Hà này, rồi Song Tử, trai Song Tử Đồng Hương Nghệ An này, cũng được một số bạn bè cũng thấy ở trên này là mới hôm nay lên những chữ xanh đấy. Bạn bè mới thì là rất cảm ơn mọi người chia sẻ thì rất nhiều, và mỗi người có một cái chia sẻ về cái thôi thì bác 10 mất thì ta có một nén hương. Thôi bác mất là tuổi cao, thế là cũng là quý rồi, rồi thế là quý rồi, không có gì cả. Còn những cái việc hôm nay là như thế, có cái vui, có cái nỗi buồn, buồn theo những cái người là nghĩa tử nghĩa tận với bác. Còn những cái việc mà chúng ta còn cái những cái việc mà